Thưa quý vị, để khoái động không khí cuối năm, du lịch Đà Nẵng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc để thu hút khách, đặc biệt là trong dịp Giáng sinh và năm mới sắp tới. Những tòa lâu đài, cây thông khổng lồ, những vũ công với đường chạy Giáng sinh vui nhộn thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Đây là khung cảnh Giáng sinh tại Singapore Banana Hills. Một trong những điểm nhấn của chủ hoạt động là mini show mùa đông diệu kỳ được biểu diễn ở lâu đài mặt trăng, là hạng mục công trình mới được khu du lịch đưa vào hoạt động từ hè năm nay. Đây là lần thứ hai mình đến Banana và trùng hợp đó là cũng là mùa đông, và đây là khi mà mình quay trở lại đây thì mình thấy không khí cũng như là khung cảnh khá là tuyệt vời, bởi vì mỗi năm nó sẽ có một cái concept trang trí khác nhau. Hiện nay nhiều khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố đều có nhiều hoạt động hấp dẫn để chào đón dịp Giáng sinh và năm mới, để kích cầu du lịch thành phố trong thời điểm cuối năm. Với nhiều cái hoạt động và trải nghiệm tại Singapore Banana Hills trong lễ hội mùa đông năm nay thì chúng tôi mong muốn là mang đến những cái trải nghiệm rất là khác biệt, hấp dẫn và ấm áp cho du khách. Bên cạnh đó, lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh cũng được nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn thành phố tổ chức, qua đó đã khoái động không khí du lịch cuối năm tại thành phố. Tôi yêu thành phố Đà Nẵng. Đây là lần thứ ba tôi đến thành phố với lễ hội thắp sáng cây thông Giáng sinh này. Chúng tôi cũng có những sự kiện tương tự như thế ở đất nước tôi. Tôi thấy khu nghỉ dưỡng này tổ chức buổi lễ rất tuyệt vời. Lễ hội với những đứa trẻ hát thánh ca rất hay, dễ thương, và cây thông cũng cực kỳ rực rỡ. Tôi cảm thấy vui và ấm áp khi được tham gia. Kết thúc mùa cao điểm du lịch hè, những tháng cuối năm, Đà Nẵng chủ yếu đón du khách quốc tế. Tỷ lệ phục hồi khách quốc tế của thành phố khả quan. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có 17 đường bay quốc tế với tần suất 17 chuyến trên một ngày. Thành phố cũng đang xúc tiến mở rộng thêm các đường bay mới. Tháng 12 này cũng như là sang năm 2023, thì chúng tôi cũng sẽ tập trung cùng các hãng hàng không trong và ngoài nước sẽ mở rộng thị trường để mà có thể là khai thác thêm các nguồn khách quốc tế mới đến với thành phố, cũng như phục hồi các đường bay đã có so với thời điểm trước dịch COVID-19 là 2019. Những hoạt động du lịch sôi nổi cuối năm 2022 sẽ khép lại một năm đầy ấn tượng và nhiều thành quả của ngành du lịch thành phố. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục vươn lên bứt phá, tạo điểm nhấn mới trong năm 2023, xứng đáng là điểm đến du lịch hấp dẫn trong nước và quốc tế.